Tiếp theo, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng chợ Tết Xuân Đinh Dậu tại Tampa Bay, Florida do Kim Hoa và Hoài Vi thực hiện. Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN, Hoài Vi, Kim Hoa. Kính chúc quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng. Hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2017, chúng tôi đang có mặt tại hội trường Alacarte Pavilion, Tampa, Florida, cùng chung vui với cộng đồng mừng Tết Đinh Dậu. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi phần phóng sự sau đây. Hello chú, chú có thể giới thiệu về cái câu lạc bộ của chú với khán giả của đài SBTN. Đây là cái câu lạc bộ cây kiển bonsai của Tampa Bay. Câu lạc bộ của chú đã thành lập được bao lâu rồi? Câu lạc bộ của chú mới thành lập đây khoảng 3 tháng. Cứ vào sáng Chủ nhật 8 giờ cho tới 11 giờ mỗi tuần. Thì ở đây chú cũng giới thiệu là chú là Thứ Úc tên Tắc. Rồi thêm bên cạnh đó có anh Hai Xuôi và anh Trung, anh Hắn. Thì trong cái câu lạc bộ này gồm có 4 người chỉ hướng dẫn tạo dáng các cây, cây cảnh và cây bonsai. Bây giờ trong cái thế giới của câu lạc bộ mình á, thì bây giờ con có một cây chưa có thành phẩm, tức là cây phôi. Con cứ mang lại câu lạc bộ, người ta chỉ mình, cái thứ nhất người ta chỉ mình tạo dáng, cái thứ hai người ta uống nắng, người ta chỉ mình rồi người ta uống giùm mình. Nhờ những cái chi phí đó mình đóng góp cho cộng đồng thôi. Nếu mà có gia nhập được cái hội bonsai của cây cảnh bonsai này á, thì cứ 8 giờ sáng lại cái hội câu lạc bộ của cô Thanh Mỹ, bác sĩ Thanh Mỹ. Thì ở đó có người hướng dẫn và tạo dáng cây. Nếu những người chưa biết, muốn học hỏi về những cây cảnh bonsai, thì cứ gặp trực tiếp ở câu lạc bộ này. Ở đây con thấy rất là nhiều cây cảnh. Chú có thể nói về cái khác biệt giữa những cái cây ở đây, những cái thân cây hay là cây loại gì, gọi gì để cho mọi người biết rõ thêm một ít. Ở đây nó có là mình tạo, thì ở đây nó có nhà bông giấy nè, cây si nè, cây gừa nè, cây me nè. Rồi những cây này tên của Mỹ, cây này chú không biết tên, nhưng mà những cây tùng, rồi cây sứ. Nó ở đây là đa dạng cảnh, nó có dáng trực, dáng bay, dáng xiên, dáng văn nhân. Đó là nó có cái đại loại trong thế giới cây bonsai. Còn cây kiển cảnh thì nó cũng nằm trong hệ thống bonsai, nhưng mà nó là kiển cảnh, nó chưa có tạo dáng.
nhân dịp năm mới về, chú có thể gửi một lời chúc đến cho cộng đồng và khán giả của đài SPTN. Nhân dịp năm mới thì chú Út xin chúc cộng đồng mình ăn Tết như vạn sự như ý, an khang thịnh vượng trên trước thềm năm mới của 2017. Kính chào khán thính giả của đài SPTN và Kim Hoa. Động lực lớn lao để giúp cho chị dấn thân vào cộng đồng và giúp cho các em thiếu nhi là vì chị rất là yêu thương các em thiếu nhi, đặc biệt là muốn cho các em được lớn lên không những chỉ về kiến thức văn hóa và còn được lớn lên trong tinh thần dấn thân phục vụ vô vụ lợi và biết sống đạo đức. Nhân dịp xuân về, em xin kính chúc quý thính giả của đài SPTN một mùa xuân an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Chúc năm mới. Kim Hoa, Hoài Vi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp.